khoai hạt là gì chén đi. Ok, bây giờ em cho một cái địa chỉ luôn, ai lại được em sẽ chén. Như vậy được ok chưa? Bây giờ em chắc một ca, một ca người ở trong room em luôn, được không? Người thật việc thật. Đến được bao nhiêu người em chắc hết bao nhiêu người luôn. Có dám chơi với Ái Ngọc không? Có dám chơi không? Có dám chơi không? Bây giờ em sẽ cho địa chỉ chính xác luôn. Đến Bình Dương chơi với Ái Ngọc. Chơi không? Chấp nhận chơi không? Bình Dương Thủ Dừa một, bắt kèo đi. Bây giờ bắt kèo, nói được đi, Ái Ngọc cho địa chỉ chính xác liền. 213 Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dừa một. Số điện thoại. Có ai đọc được địa chỉ chưa hả? Có ai đọc được địa chỉ chưa hả? Có ai ghi gọi địa chỉ chưa vậy? Mày tưởng bà không dám chơi hả? Mỗi thằng á, tao cho mày 5 cộng với không được, tao bột phải không? Cuối luôn. Tầm 8 triệu ngoài 9 triệu.
thì tầm tám 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 triệu. Yeah.